Vâng, xin chào các bạn này đến với những video của Lộc. Và hôm nay một ngày rất là vui, không hiểu sao trong lòng Lộc rất là vui các bạn ạ. Chỉ muốn cười thôi, rất là vui và rất là tràn đầy năng lượng. Thì hôm nay Lộc muốn chia sẻ với các bạn là một cái video để chia sẻ với các bạn là trong cuộc đời của chúng ta đấy, trong thế giới này, thiên hạ này, trong sự hiện hữu của cuộc đời này đó, thì chúng ta con người sống với nhau có ba loại tình yêu, các bạn ạ. Nói ra thì các bạn sẽ rất bất ngờ, bởi vì các bạn chưa giờ nghĩ rằng là trên thế gian này lại có ba loại tình yêu, và chưa bao giờ các bạn lại nghĩ rằng là tình yêu nó là cái gì, và chúng ta sẽ định nghĩa nó như thế nào, và tại sao lại có ba loại tình yêu đấy. Vì tình yêu nó đôi khi nó cứ mông lung lắm các bạn ạ. Mông lung lắm, chúng ta chỉ nói yêu bằng mồm mới thôi, nhưng mà cảm nhận nó bằng trái tim, cảm nhận nó bằng tấm lòng, bằng tâm hồn, nó rất là khó khăn. Và thật sự là rất nhiều người nó không biết là yêu nó là cái gì các bạn ạ. Để định nghĩa được yêu nó là cái gì, thật sự nó là một cái bài toán rất là khó giải. Thì hôm nay để định nghĩa và tình yêu là cái gì, thì hôm nay thì muốn chia sẻ cho các bạn, để cho các bạn nó được thể nắm rõ được về tình yêu thực chất nó là cái gì, và mình sẽ chia nó làm ba loại, nó đi liền với ba cái định nghĩa khác nhau. Thì thật ra cái này là đã từ những ngày xưa, những bậc tiền nhân đi trước họ đã nghiên cứu rồi, và cái này mình sinh ra là hậu sinh và mình học lại thôi, và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về ba loại tình yêu, và các bạn có thể nhìn thấy ngay là tình yêu thứ nhất mình gọi tên nó là tình yêu nếu. Đấy. Tình yêu thứ hai mình gọi tên nó là tình yêu vì, và tình yêu thứ ba là tình yêu mặc dù. Đấy, mặc dù hay gọi là tình yêu mặc dầu các bạn ạ. Tình yêu mặc dầu, tùy theo cái vùng miền các bạn gọi mặc dù với mặc dầu. Đấy. Thì thực ra nói thì dài có dài, nói ngắn có ngắn, và nói về tình yêu ấy thì nó cũng vô biên vô lượng, nó rộng cũng giống như là thời gian vậy, chẳng bao giờ kết thúc cả. Tình yêu nó cứ chảy dài mãi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Yêu quê hương, yêu đất nước, yêu bà, yêu con, yêu hàng xóm, yêu tất cả loại yêu các bạn ạ. Nó cứ như vậy, nó vào thơ văn ca hát, vào hò vè, vào tất cả các loại gọi là nghệ thuật, và nó trở lên một cái nét đẹp trong cuộc sống. Và cuộc sống này nếu không có tình yêu thì nó không còn là cuộc sống nữa. Vậy thế cho nên là yêu được định nghĩa nó rất là khó. Thì chia ra ba các loại tình yêu này để cho các bạn hiểu được là cái mối quan hệ của các bạn đang có, và cái mối quan hệ của bạn đang được xây dựng trên cái loại tình yêu nào, và các mối quan hệ đó khác nhau, khác điểm như nào. Thì đây là ba cái loại tình yêu này mình sẽ phân tích và chia sẻ với các bạn trong cái video này. Thì ước mong rằng là các bạn sẽ tương tác với mình, sẽ comment và sẽ hỏi hoặc là sẽ làm cái gì đó để cho các bạn có thể hiểu hết được những gì mà Lộc sẽ chia sẻ tới đây. Thì thật ra cái này không phải là của Lộc sáng tạo ra và nghiên cứu ra, thì Lộc chỉ muốn review lại mà thôi. Đấy, thì các bạn có muốn nói gì thì các bạn cũng cứ thoải mái nói và không phải ngần ngại cái gì cả. Còn các bạn nghiên cứu được ở đâu hay hơn, tốt hơn thì các bạn cứ thoải mái, Lộc sao không sao cả nhá, các bạn cứ yên tâm. Đấy. Chia sẻ bất chấp nhá. Ba loại tình yêu thì chúng ta sẽ định nghĩa đấy. Tình yêu thứ nhất là tình yêu nếu. Tình yêu này ấy, nó còn gọi là tình yêu của dục vọng các bạn ạ. Tình yêu của dục vọng. Nói đến thế là các bạn sẽ hiểu ngay. Tình yêu của dục vọng. Dục vọng thì là quá lắm rõ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một câu với từ nếu. Anh có tiền, em sẽ yêu anh. Ở đây nói này thì nó sẽ hơi thô quá. Nếu anh có thì giàu có hơn thì biết đâu đấy, em sẽ yêu anh, đúng không? Đấy, nói như vậy thì cho câu nó mềm mại đi tí, còn nói là anh có tiền em yêu anh thì nó ấy các bạn, nó nghe nó chua chát quá. Thì thật ra là đặt cái câu này các bạn có thể hiểu ngay tình yêu dục vọng các bạn, tình yêu dục vọng. Bởi vì đấy, tôi và bạn và tôi trong cuộc sống này, chúng ta đáp ứng được cho người khác, thỏa mãn một cái dục vọng nào đó của cuộc đời họ, thỏa mãn được một cái dục vọng nào đó mà họ đang cần, thỏa mãn được một cái dục tính mà họ đang cần thiết. Thật ra đôi khi nó chỉ là một cái dục vọng rất là nhẹ nhàng, ví dụ họ đói họ cần được ăn thôi, đúng không các bạn? Và các bạn ngày xưa các bạn đã biết câu chuyện vợ nhặt, đúng không? Nghèo quá, đói quá, khổ quá, đúng không? Đi ra đường thì cô ấy gần chết rồi,
thì cho cô ăn thì cô theo về nhà thôi, gọi là vợ nhặt là như vậy, các bạn hiểu ạ? Tức là đáp ứng được một cái dục vọng nào đó, một cái nhu cầu nào đó. Đấy, nhẹ hơn là một cái nhu cầu, một cái tính chất cấp thiết nào của mà họ đang cần. Đấy, thì họ sẽ yêu chúng ta, và cái tình yêu đó nó gọi là tình yêu dục vọng, vì chúng ta đáp ứng được. À, chúng ta có cái gì đó họ có thể lợi dụng được, có cái gì đó mà họ cần từ chúng ta đó, thì đó là gọi là cái tình yêu dục vọng. À, tình yêu dục vọng thì tình yêu này nó cũng xảy ra chủ yếu là xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng các bạn, chủ yếu là xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng, và các mối quan hệ khác thì nó cũng có, nhưng mà nó theo cái tính chất gọi là theo tính chất về vật chất thôi. Còn trong tình yêu hôn nhân nam nữ đấy, các bạn sẽ hiểu là tình yêu dục vọng ấy, là bởi vì thằng đàn ông nó không có cái mà đàn bà có, cho nên là nó mới cần cái nữ tính của đàn bà các bạn, nó cần cái đàn bà có, và thằng đàn ông nó cần cái điều đó, nên là nó đôi khi là nó yêu thật, nhưng mà đôi khi nó yêu cũng giả vờ đấy, bởi vì nó cần cái dục vọng thôi, các bạn hiểu chưa, nó cần dục vọng nên cho nên là nó mới đến với người đàn ông đấy, thì đó cũng là một cái định nghĩa cho tình yêu. Chúng ta biết rằng đấy, nếu mà đến với nhau chỉ vì tâm hồn thôi đấy, đến với nhau chỉ vì tâm hồn thôi thì hiếm lắm, hiếm lắm, tôi nói thật với các bạn là rất là hiếm. Nó phải có tình yêu của dục vọng trước đấy. Tình yêu dục vọng này nó lớn lên, nó sinh ra qua thời gian ăn ở với nhau, sống với nhau, hy sinh cho nhau đấy, chịu đựng nhau, rồi là cam kết, rồi là lời hứa hẹn là các thứ với nhau đấy, qua năm tháng thì cái đó nó mới trở lên các bạn ạ, trở lên gọi là tình yêu cao trọng hơn một chút. Đấy, nó mới thoát ra khỏi cái tình yêu dục vọng. Đấy, đầu tiên đa phần là bắt đầu từ tình yêu dục vọng, và sau đó nó cao trọng hơn thì nó mới đến cái tình yêu thứ hai, là tình yêu vì các bạn ạ. Tình yêu vì thì cái tình yêu vì nó sẽ như thế này. Thế bây giờ mình đặt một câu vì đi nhá, đặt một câu là vì anh đã đối xử tốt với em nên không thể nào em lại phụ đấy lòng anh đấy. Đặt thêm một câu nữa nhé, vì anh và tôi là anh em họ hàng cho nên chúng ta đừng cãi cọ nhau đấy, ví dụ thế. Ở đây là một chữ vì, các bạn ạ. Vì chúng ta có mối quan hệ với nhau đấy, sau đó cái mối quan hệ đầu tiên nó đến với nhau dục vọng, sau đó cái mối quan hệ lâu ngày dần yêu mến nhau, nói chuyện với nhau qua những năm tháng thì bắt đầu cái dục vọng của nó nhạt dần đi, bởi vì ta biết là dục vọng là xấu rồi, thực ra nó không phải là xấu mà nó là thiên tính các bạn, thiên tính là trời tạo ra như thế, nó không xấu đâu, nhưng mà ý đang nói là nếu người nào cứ hướng vào dục vọng, yêu chỉ vì dục vọng thôi thì nó xấu, các bạn hiểu chưa, thì nó hơi bị nỗ bịch. Cho nên là sau nhận thời gian là làm quen với nhau, rồi là đi chơi ăn uống, rồi hoạt sinh hoạt cùng nhau, rồi nó tạo nên cái chữ vì các bạn ạ. Đấy, tìm hiểu nhau lâu ngày đấy, nó tạo nên cái chữ vì sự đối xử tốt này, vì sự chăm sóc này, vì sự quan tâm này, vì chúng ta hợp nhau, vì chúng ta hiểu nhau, vì ABC XYZ các thứ rồi, nên cho nên là mới trở lên một cái tình yêu nó cao hơn cái tình yêu dục vọng một tí các bạn ạ. Đấy, thì các bạn nói đấy để các bạn hiểu được cái tình yêu thứ hai là cái loại tình yêu vì đấy, và mình đặt cái câu thứ hai là vì anh và tôi là anh em họ hàng, đúng không ạ, vì cái mối quan hệ huyết thống, các bạn hiểu chưa, vì mối quan hệ gia đình, vì mối quan hệ hàng xóm láng giềng, vì chúng ta là anh em cùng công ty, chúng ta là anh em cùng một nhà đấy, vì chúng ta cùng đồng chí hướng, đồng chí đồng bạn đồng tình đấy, vì chúng ta là cùng người Việt Nam với nhau các bạn, tất cả là vì một chữ vì đấy, vì nó có cái này nên nó có cái kia, nó lại giềng mối thêm giềng mối, là vì như thế các bạn ạ, nó là dính líu gắn kết với nhau là do chữ vì này. Thế cho nên cái loại tình yêu này là vì chúng ta có một cái gì đó với nhau trước rồi thì nó mới sinh ra tình yêu, các bạn hiểu chưa. Cái tình yêu số 1 là tình yêu là nó không liên quan đến nhau, nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy anh đấy, hay là tôi cứ gặp anh đấy, hay là khi mà tôi gặp em đấy, tôi biết rằng em có thể đáp ứng được một cái dục vọng nào đó cho tôi đấy, đáp ứng vào và có gọi là có thể thỏa mãn cho tôi một cái nhu cầu nào đó đấy, thì và tôi ngay lập tức tôi yêu. Các bạn nói đây là dùng từ yêu nhé, từ yêu là không phải là yêu là chết đâu nhé, yêu bình thường đâu, yêu là cảm xúc thôi nhé, yêu
là bắt đầu yêu cảm xúc, và bắt đầu cảm xúc là yêu, bởi vì là người ta có thể đáp ứng được cho tôi thì là tôi yêu. Ví dụ như cây đàn, chơi guitar đúng không ạ, tôi yêu cây đàn guitar. Bởi vì sao? Bởi vì đàn guitar cái âm thanh của nó có thể đáp ứng được, thỏa mãn đôi tai của tôi đấy, thỏa mãn cái nhu cầu nghe nhạc của tôi, cái nhu cầu là thiên thiên phú thiên tính của tôi đấy. Các bạn phải hiểu là đấy là cái loại loại tình yêu đấy. Tất cả các loại tình yêu mà nó không không nó chỉ đến từ nó đến bởi sự đáp ứng nhu cầu thì gọi là tình yêu dục vọng các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ dục vọng là xấu nhá. Dục vọng là tất nhiên là người nào lúc nào cũng theo dục vọng thì người đấy là xấu rồi. Còn cái dục vọng nó vốn chứ không phải là xấu. Đấy, vì không có dục vọng thì làm sao mà có ta, đúng không? Đấy, bố mẹ ta phải sinh ra ta chứ, đúng không? Thì cho nên là sau đó nó mới nên tình yêu vì. Đấy, tình yêu vì, đúng không? Vì tôi đấy, và anh đã như thế này, đã từng kia. Đấy, cho nên là nó mới cái chữ vì nó mới giải quyết được đến cái tình yêu cao hơn. Đấy, đấy là gọi là yêu vì tình nghĩa các anh em ạ. Yêu vì tình nghĩa các bạn ạ. Tình nghĩa đấy, vì chúng ta có tình nghĩa với nhau. Tình nghĩa nó đã tạo, nó chính là cái chữ vì này. Tình nghĩa nó chính là cái chữ vì này. Thế mình muốn chia sẻ các bạn để các bạn nắm rõ được, đúng không? Rất nhiều người nói là nếu như mà vì tình nghĩa mà em ở với anh thì tôi rất nhất em đi ở với người ta đi. Bởi vì em có yêu với anh đâu, đúng không? Anh không thích em ở với anh chỉ vì là tình nghĩa mà thôi. Nếu như thật sự em không yêu anh thì đừng đến với anh, đúng không? Đấy. Bởi vì là ý là phải tôn trọng tâm hồn cơ, tôn trọng tâm hồn cơ, về ý là sống cao đẹp. Em thật sự em không yêu anh chỉ là vì chút tình nghĩa là ngày xưa anh đã giúp đỡ em, đã giúp đỡ gia đình em, bây giờ em đồng ý yêu anh thì anh không thích cái điều đó. Em nên tìm đúng người mà em yêu, tìm đúng người mà em cần, đúng không? Rất nhiều người thanh cao thế, và các loại tình yêu này ấy, nó đến với cái loại tình yêu rất là cao các bạn, đó là tình yêu mặc dù. Và Lộc chia sẻ với các bạn về cái loại tình yêu mặc dù này là một tình yêu vô cùng vĩ đại. Và không phải ai cũng có cái loại tình yêu này. Rất khó để có được loại tình yêu này. Đấy, bây giờ đọc sẽ đặt một câu. Mặc dù đấy, mặc dù em đã lừa dối nhá, đã lừa dối anh, nhưng anh vẫn yêu em. Đấy, anh vẫn yêu em nhá. Đấy, rồi đấy. Mặc dù anh nghèo khó, nhưng em quyết thương anh. Đấy, thương anh một lòng nha. Đấy, đọc cái câu, đặt cái câu này là các bạn sẽ hình dung, các bạn sẽ hiểu được ngay. Điều này là vô cùng khó các bạn, khó lắm, rất là khó. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể yêu được tình yêu mặc dù này? Đúng không? Dù người kia đuôi mù cụt què đấy, chúng ta vẫn yêu đấy. Có những người lấy vợ về, đúng không? Vợ không sinh đẻ được các bạn, vợ không thể đẻ được. Các bạn biết cái nỗi đau của cái người vợ đã lớn rồi, rất lớn rồi. Nhưng mà nếu như người chồng mà buồn mà ruông bỏ nếu như người chồng mà rũ bỏ người vợ này đấy, mà cắt đứt ly hôn với người vợ này đấy, thì cái nỗi đau nó còn nhân lớn hơn. Và nhưng mà nếu như người vợ này cứ ở với người chồng mãi thì người vợ này cũng yêu thương chồng mà, thì cũng gọi là mình cứ ở với chồng thì chả khác gì mình đày đọa anh ấy, khiến cho anh ấy không thể có con, đúng không? Bởi vì nỗi là do mình. Cho nên là thật ra nó rất là khó các bạn ạ, nói khó lắm. Tình yêu mặc dù nhá, nó khó đến vô cùng khó luôn. Đấy, nếu như các bạn rơi vào trong trường hợp ấy sao? Đấy, các bạn cứ thử tưởng tượng đi. 10 người sẽ có 8 người là ô nó tịt, nó không đẻ được, đúng không? Tịt rồi. Điếc, chia tay, ly hôn, đúng không? Đấy, bởi vì quan trọng sau hôn nhân là phải có đứa con, bây giờ không có thì ai nối dõi tông đường rồi. Mà đã không để là con trai ngày xưa, các bạn biết là sống trong ngày xưa nhá, cái thế hệ ngày xưa cái gọi là phong kiến cổ đấy, là phải có được con trai, mà không để là con trai nó bị ly hôn luôn đấy, bị ruồng bỏ luôn đấy. Các bạn phải biết là từ các bạn có biết ngày xưa là có Lý à, họ ra được họ Lý đấy là vua Lý, đúng không? Lấy là vua Lý là con gái mà, thì lấy chồng họ Trần đấy, xong nhường ngôi cho Trần cho chồng là họ Trần. Sau đó ăn ở với chồng nhưng mà không đẻ được ra con trai các bạn, không đẻ con trai đấy, vì nhường ngôi cho chồng rồi thì chỉ làm hoàng hậu thôi mà, nhưng mà không đẻ ra con trai thì phải, thì là từ vua nhá, đang là vua lấy chồng thành hoàng hậu, sau không đẻ con trai từ hoàng hậu thì xuống làm gọi là làm thiếp thôi, làm thiếp, làm gọi là gọi là cái gì nhỉ? Gọi là
quên mất trong cái gọi là cái công chúa, tức là mất mất chức hoàng hậu, sau đó mất chức hoàng hậu rồi là không đẻ được các bạn ạ, là phải đi trở thành làm gọi là lại lấy một cái lại lấy một người khác là gọi là tướng quân, tức là làm vợ tướng quân đấy. Các bạn biết là hình như là Lý Chiêu Thánh hay sao, Lý Chiêu Thánh mình không nhớ, đúng là trong lịch sử nhà nhà Lý đấy đấy. Các bạn biết là khó, rất là khó để có thể có được tình yêu mặc dầu trong thời kỳ phong kiến còn khó hơn đúng không ạ, nên thời kỳ bây giờ đúng thật sự là tình yêu mặc dầu này tìm ra rất là khó, thì rất là khó đấy. Có là biết có một câu chuyện là hai vợ chồng mới cưới nhau các bạn ạ, cưới nhau được 3 tháng gì đó thì người vợ tai nạn các bạn, người vợ tai nạn và nằm liệt giường. Bạn biết không, tai nạn nằm liệt giường và bà nằm liệt giường hơn 20 năm, nằm liệt giường hơn 20 năm, nhưng người chồng là nhất định không lấy người khác, không lấy người khác và quyết định ở vậy và chăm sóc cho người vợ đấy. Hơn 20 năm sau là lúc đó ông chồng gần 50 tuổi thì bà vợ bà qua đời, thì ông chồng ông lấy mới lấy vợ hai đấy, tức là hy sinh cho vợ để an ủi vợ, an ủi cái nỗi đau thương cuộc đời vợ, và hy sinh cái gọi là cái quyền lợi, cái đặc quyền của mình đấy, không nỡ phụ bạc người vợ các bạn ạ, để chăm sóc cho người vợ đấy. Các bạn biết là trong cuộc đời này có rất nhiều người dám hy sinh cho người khác đấy, dám hy sinh cho người khác, và chúng ta thường ca ngợi đầu tiên đó là cha mẹ hy sinh cho con cái, và cái điều này nó không bao giờ thay đổi và không bao giờ nó có thể phai mờ đi được đấy. Thì cuộc đời này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người khác nhau, và Lộc cũng nói thẳng luôn là trong cuộc đời này có rất nhiều người, và Lộc biết đấy là bố mẹ họ ruồng bỏ họ đấy, có rất nhiều người như vậy, và bố mẹ họ đối xử với họ rất là cay độc, rất là cay nghiệt đấy, giống như là những cuộc tình oan trái đấy, giống như là những cái gọi là những cái sai lầm của hôn nhân và khiến cho những cái hệ lụy sinh ra đứa con ấy, và họ rất căm ghét và thù đứa con. Nhưng mà nếu như các bạn là những người con và rơi vào trong hoàn cảnh mà bố mẹ như vậy, thì là khuyên các bạn hãy yêu bố mẹ bạn bằng tình yêu mặc dầu bố mẹ bạn đã đối xử với bạn như thế nào, hãy yêu thương họ, dù là bố mẹ bạn có sau này có trở nên già đi, xấu đi, nghèo mà các bạn trở nên danh gia vọng tộc, thì đừng coi thường bố mẹ mình, mặc dù gì đi chăng nữa hãy yêu thương bố mẹ mình và yêu thương hết sức các bạn, bởi vì có họ mới có chúng ta, có họ mới có chúng ta. Nếu như mà các bạn không yêu được bố mẹ mình bằng tình yêu mặc dầu, hãy quay lại tình yêu vì, bởi vì họ là bố mẹ chúng ta. Đấy, thì chúng ta nên yêu, nên yêu, không yêu được bằng tình yêu mặc dầu hãy yêu bằng tình yêu vì, hãy nhớ là đó là bố mẹ chúng ta. Đấy, thì còn trong tình yêu mặc dầu nó rất là buồn cười này, nó muốn chia sẻ và kết thúc video ở đây là đôi khi ấy, chúng ta đánh giá sai cái thứ tự quan trọng, đánh sai sai thứ quan trọng. Có một câu chuyện Lộc sẽ kể cho các bạn để kết thúc video ở đây, là có một cái người kia là nghiện, anh ấy gần 30 tuổi và đi chạy 2 lần rồi, thì sau đó là về nghiện lại thì bố mẹ đuổi không cho ở nhà nữa, tức là bố mẹ anh ấy ghét và đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Đó, thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn là khi đuổi anh ra khỏi nhà rồi thì anh ấy đến một nhà người bạn ngày xưa cũng nghiện giống anh ấy, nhưng bây giờ đã không nghiện nữa rồi, về làm ăn chân chính rồi, thì đến nhà xin bữa cơm để ăn đấy, là vì bố mẹ giờ tao nghiện lại, bây giờ bố mẹ tao đuổi tao đi không có chỗ để ăn để ngủ, thì tao xin mày cho tao ăn ở một hôm rồi mai tao sẽ đi chỗ khác. Thì đến với người bạn ấy, thì người bạn ấy đúng là một người bạn rất là tốt, và mời ăn, mời uống, mời nghỉ, rồi là phân tích, nói chuyện, tâm sự, chia sẻ. Và sau đó thì cái anh này mới anh nghiện này, anh được thấy cái người bạn mình cưu mang mình, thấy người bạn mình giúp đỡ mình, người bạn mình tốt bụng quá, thì anh có nói một câu là đúng là quả thật trong cuộc đời này ta cảm ơn mày, và mày rất là tốt, mày còn tốt hơn cả bố mẹ tao, và tao quý trọng mày hơn cả bố mẹ tao. Thì cái câu nói đấy được văng ra, thì cái người kia mới nói lại là nếu như mày nói câu đấy thì mày đi về đi, tao không chơi mày, tao là bạn mày nữa đấy, bởi vì mày yêu tao hơn bố mẹ mày ấy, thì điều đó là không đúng đấy. Tao có thể cho mày ăn một bữa và mày đã nói là mày quý tao hơn là bố mẹ mày, thì mày đã quên đi bố mẹ mày đã cho mày cả cái sinh mạng này, cho mày cả cái cuộc đời này, nuôi mày từ bé đến bây giờ, mà tao chỉ cho mày ăn một bữa này, mày lại nói tao là tốt hơn bố mẹ mày, thì sau này nếu như có người khác đối tốt với mày thì mày lại nói rằng là tao không bằng người đấy mà thôi, tốt nhất là mày ăn xong bữa cơm này mày đi về đi. Thì nói như vậy để chia sẻ với các bạn là chúng ta phải biết đánh dấu thứ tự các bạn ạ. Tất nhiên là người ta không tốt,
người ta không xứng đáng được hưởng cái sự chúc phước của mình, không xứng đáng để nhận được sự quan tâm, không xứng đáng được nhận cái mà mình ban cho họ. Đấy, họ không bao giờ xứng đáng là điều đó. Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn ban cho, nhưng mà ban cho có thứ tự các bạn ạ. Ban cho có thứ tự. Ban cho phải có thứ tự các bạn. Yêu bằng tình yêu mạch dầu, nhưng mà phải yêu bằng có thứ tự. Các bạn phải yêu bố mẹ các bạn trước thì các bạn mới yêu được người ngoài. Khi yêu người ngoài đấy, các bạn phải yêu người hàng xóm gần nhà các bạn trước, các bạn mới yêu được người ở mãi đâu đâu, đúng không? Đấy, khi các bạn yêu cái người đất nước Việt Nam trước thì bạn mới yêu được cái người ở nước khác nữa, đúng không? Không thể nào các bạn lại nói là tôi yêu cả thế giới này, tôi yêu các bạn, yêu đồng bào, yêu đồng chí, nhưng tôi lại không thích bố mẹ tôi, không thích gia đình, không thích anh em dòng họ tôi, như thế là không đúng. Nên là trong cái tình yêu mặc dầu, đúng là nó là mặc dầu, nó có nghĩa là đúng là mặc dầu, tức là chúng ta sẽ hy sinh, chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ ban cho, chúng ta sẽ gọi là làm cái gì đó giúp ơn giúp đỡ cho cái người đó mà không cần phải trả đáp đền, không cần phải lý do này lý do kia, không phải nếu, không phải vì, đúng không? Nhưng mà nó phải có thứ tự các bạn, nó phải có thứ tự. Chúng ta có thể là tự dưng gặp một cái người, tự dưng một cái ngày nào đó ta gặp một cái người nào đó trong cuộc đời đấy, xong rồi chúng ta kết nghĩa anh em với người ta, xong tự dưng ta đối tốt với người ta hơn cả bố mẹ mình được, như thế nó cũng không đúng, các bạn hiểu không? Thì đó, trong tình yêu mặc dầu thì mình muốn nói cái cuối cùng là các bạn phải nhớ cái thứ tự này, nói ra phân tích ra thì nó rất là sâu rộng. Thì ước mong rằng là các bạn có thể hiểu được những gì mà mình nói vừa xong, thì các bạn sẽ áp dụng nó trong cuộc đời của mình, áp dụng nó trong cuộc đời của mình đấy. Đấy, chúng ta phải biết ưu tiên cái thứ tự của mình. Chúng ta không thể đi nói với cái một cô gái điếm hay là một cái người vui chơi qua đường là anh yêu em hơn vợ của anh được, không, ta không thể, không nên làm thế, đúng không? Không nên làm thế, mặc cả kể đó là cái người kia có đáp ứng cho chúng ta những cái gì, ta cũng không nên làm như vậy. Bởi vì tình yêu ta chúng ta phải có sắp xếp cái thứ tự thì nó mới xứng đáng làm con người. Đấy, xứng đáng con người có đức hy sinh các bạn ạ, có lòng ban cho, có gọi là có hạnh tâm, đức hạnh tâm đấy các bạn, gọi là có cái nhân tâm trong cuộc đời này. Đấy, chúng ta phải biết yêu thương. À, và yêu thương đúng thứ tự, các bạn phải biết như vậy. Làm phúc ban phước cho ai thì đó là quyền quyết định của chúng ta. Đấy, nhưng mà và tôi xuống dạy rằng là các ngươi hãy yêu như ta đã yêu các ngươi. Đó là Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, đã chết cho chúng ta, để chúng ta tin vào Ngài, chúng ta được sự sống đời đời. Đáng lẽ như chúng ta là con người có tội và tội lỗi sẽ khiến cho linh hồn của chúng ta không xứng đáng được hưởng thiên đàng. Đấy, chúng ta phải bị xuống địa ngục, xuống hỏa ngục. Nhưng mà Chúa đã xuống hỏa ngục, xuống địa ngục thay chúng ta. Đấy, để cho chúng ta được thế chỗ vào thiên đàng. Đấy, thì đó là cái đức hy sinh của Chúa. Và Chúa nói là hãy yêu như ta yêu. Đấy, thì chúng ta cũng hy sinh như người khác, như Chúa hy sinh chúng ta. Chúng ta không ra gì, người ta cũng không ra gì, nhưng Chúa hy sinh chúng ta thì chúng ta hãy cũng bắt chước Ngài, hãy làm sao để có thể hy sinh được cho người khác. Thì đó cũng là một cái điều Chúa dạy. Thì trong cái đức hạnh của con người đấy, nó rất là khó để nói hết trong từng trường hợp, trong từng giai đoạn, trong từng cái phân khúc cuộc đời bạn ấy. Thì các bạn cứ suy tính, cứ suy niệm đấy, và nhớ đấy, là hãy yêu người khác bằng một tình yêu mặc dầu, là tình yêu cao nhất nếu có thể đấy. Và hãy luôn luôn cố gắng đeo đuổi để có thể đạt được đến cái tình yêu này. Phải mặc dù người ta khốn nạn đến mức độ nào, tôi vẫn yêu. Đấy, thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ. Và trong hành trình làm người của các bạn trong cuộc đời này, các bạn hãy nhớ ba loại tình yêu này, và có thể và coi như là định hình nó trong cuộc đời mình. Đấy, khi các bạn gặp mối quan hệ, gặp một cái người nào đó, hay là tiến đến với một mối quan hệ nào đó, thì các bạn hãy xét xem là cái mối quan hệ này nó dựa trên cái loại tình cảm nào. Tình cảm nếu là tình cảm dục vọng, tình cảm vì là tình cảm của tình nghĩa, hay là tình cảm của tình yêu mặc dầu. Thực ra là tình yêu mặc dầu ấy, nó phải trải qua 5 tháng các bạn, nó phải trải qua 5 tháng hai người ở bên nhau. Đấy, trải qua 5 tháng của những mối quan hệ được sinh ra rất lâu thì tự dưng mới có mặc dầu. Chứ còn tự dưng mà nhìn thấy nhau, yêu nhau một cú sét đánh rồi chết thay cho nhau thì cũng thật là rất khó, đúng không các bạn? Ngay cả kể phim kiếm hiệp, phim lãng mạn tình cảm của Hàn Quốc đấy, phim Trung Quốc, phim Hàn Quốc cũng chưa giờ thấy được là vẽ được ra cái tình yêu mặc dầu là tự dưng yêu phát là chết ngay cho nhau ngay, cũng rất là khó, không có. Đấy, thì đó là mình muốn phân tích các bạn, và mong các bạn là sẽ share và sẽ chia sẻ video này nếu các bạn thấy hay và thấy ý nghĩa. Và cuối cùng
Mình xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và xem hết những video của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.